Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc, ngay khu vực phường Hô Nai, thành phố Biên Hòa quý vị. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020, là những cái ngày mà rất là cận cuối năm 2020 rồi. Chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới. Thì sáng ngày hôm nay Phú có mặt tại phường Hô Nai để đưa quý vị các bạn đi tập thể dục, đi lang thang một vòng trên con đường Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Hô Nai, để cho quý vị nhìn lại phường Hô Nai một lần nữa vào những ngày cuối năm để chúng ta bước sang một năm mới quý vị nhé. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng thì hôm nay cũng cảm thấy là phường Hô Nai nó hơi u ám quý vị. Thời tiết hôm nay bây giờ là 8 giờ rồi nhưng mà trời không có nắng. Và Phú nhìn thấy cảnh vật xung quanh ở phường Hô Nai nó khá là u ám và ảm đạm quý vị. Nó không được nhộn nhịp như mọi ngày. Phú cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Cho nên là tiếp tục đưa quý vị đi dạo hết cái khu này xem sao quý vị. Bên phía bên này là hội dòng Bến Thân Giá, Xuân Lộc thuộc quản lý của giáo sư Bắc Hải. Chúng ta bắt đầu đi lên cái con dốc này gọi là dốc Bắc Hải quý vị ha. Tại vì nó nằm ở ngay khu vực giáo sư Bắc Hải. Thì bây giờ phường Hô Nai á, người ta gói gọn và nó rất là ngắn thôi. Cho nên là Phú chỉ đi ở trong khu vực phường Hô Nai thôi vậy nha. Còn những khu vực ở chỗ khác thì Phú sẽ đi sau. Để cập nhật tình hình ở đây cho quý vị xem đã. Rồi, hên quá lên trên này thì thấy đông vui rồi quý vị. Các quán cà phê thấy đông vui rồi. Đó, dưới kia nó ảm đạm quá. Lên đây là đỡ được chút rồi. Lên tới này đỡ được chút, dưới kia nó ảm đạm quá. Nói chung là cái đợt này nó cũng tình hình nó phức tạp lắm quý vị. Chúng ta chưa thể nói được điều gì sẽ xảy ra, nhưng mà khá là phức tạp. Cho nên là bà con cũng hết sức là cẩn thận và đề phòng quý vị ha. Đấy. Mọi khi Phú đi vào phường Hô Nai và quay cho quý vị xem thì tầm khoảng cỡ 7-8 giờ sáng là đường xá đông lắm mà cũng nhộn nhịp nữa. Hôm nay thấy cũng nhộn nhịp nhưng mà nó không được như mọi khi. Và nhìn cái quang cảnh nó có vẻ nó u ám quá quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Thì vào cái dịp cuối năm thì Phú sẽ cố gắng cập nhật tình hình để chia sẻ đến quý vị các bạn những cái khu vực mà thuộc khu trung tâm của thành phố Biên Hòa. Ví dụ như là Hô Nai, rồi trung tâm Biên Hòa, rồi Tân Mai, Tam Hiệp. Đó, Phú sẽ cố gắng cập nhật tình hình ở những khu vực này để chia sẻ đến quý vị các bạn. Cái khu chỗ này là cái khu Nam Hải quý vị. Khu Nam Hải, ngay chỗ giáo sư Nam Hải đây. Chúng ta vừa trải qua một mùa lễ Giáng sinh rất là tuyệt vời và bình an. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới tất cả mọi người cũng vẫn sẽ được mọi sự bình an quý vị nhé. Đặc biệt là sang một năm mới, tất cả chúng ta sẽ gặp được nhiều may mắn hơn, mọi khó khăn sẽ qua đi hết quý vị. Thật sự là con số 2020 là một con số rất là đẹp, một con số cặp rất là đẹp. Nhưng mà không may mắn một chút nào cho năm nay của chúng ta quý vị. Thật sự là nó khá là đáng buồn. Quý vị có thể thấy là trải qua hai thời kỳ, ba thời kỳ là đã chiếm trọn hết một năm rồi. Đấy, chiếm trọn hết một năm và sang năm mới luôn. Chúng ta phải dùng cái từ là chưa kịp mở mắt ra để nhìn sự đời thì đã trải qua một năm rồi, rất là nhanh. Đấy. Thì hy vọng rằng cái năm tới này nó sẽ ok hơn quý vị ha. Đây là nhà thờ giáo sư Kẻ Sạch quý vị. Đó.
cũng đưa quý vị các bạn đi dạo vòng ở đây để chúng ta xem tình hình ở phường Hồ Nai như thế nào. Đấy thì phường Hồ Nai là nếu mà đúng lý ra là đi tới giáo xứ Nam Hải là hết rồi quý vị. Nhưng mà Phú sẽ đi tới khu vực công viên 30 tháng 4 luôn, anh gọi là ngã ba Sạch, ngã ba Hà Nội, để quay quý vị xem, đi hết cái tuyến đường luôn. Còn đi ra tới Hà Nội rồi Thánh Tâm ở trên thì nó thuộc phường Tân Biên luôn rồi. Thực ra thì ngay giáo xứ Đại Lộ với giáo xứ Kẻ Sạch là cũng thuộc phường Tân Biên luôn rồi quý vị. Phú đi một vòng ở đây quay quý vị xem ha. Đây là phường Hồ Nai. Phường Hồ Nai thì nó nằm ở ngay tới cái khu vực mà giáo xứ Nam Hải. Cho nên là khi mà đi ra tới đây thì cái khúc chỗ này là chợ Sạch này quý vị. Chợ Sạch thì nó lại thuộc phường Tân Biên. Chợ Sạch thì nó lại thuộc phường Tân Biên. Và khi mà đi qua khu vực chợ Sạch một chút xíu, chúng ta đi xuống khu vực cầu Sập á, thì lại là thuộc phường Hồ Nai các vị. Đấy. Tại vì nó là từ ở bên phía bên trong nó chia ra đó. Đây, chỗ này là chúng ta đang ở trên xa lộ Hà Nội các vị. Cái hướng này là chúng ta sẽ đi về Sài Gòn. Ngay khu vực chỗ này là thuộc làng Sạch các vị ha. Và cũng là phường Tân Biên luôn. Chuẩn bị đến chợ Sạch. Đấy. Tại vì đi như này để quý vị được nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn. Chứ còn nếu mà đúng ra mà theo cái chương trình của Phú mà chỉ đi lòng vòng ở trong phường Hồ Nai thì Phú sẽ đi vào bên trong cái hẻm của giáo xứ Nam Hải và chạy ra ngoài xa lộ Hà Nội này thì nó sẽ đúng là một vòng của phường Hồ Nai hơn theo tình hình bây giờ quý vị. Đây, ngay chỗ này là thuộc chợ Sạch này quý vị. Chợ Sạch thì quý vị thấy này, sáng sớm nhộn nhịp quá trời luôn. Những ngày cuối năm, những ngày cuối năm ai cũng tất bật làm ăn cả. Đặc biệt là vào cái năm khó khăn này, ai cũng mong muốn là những ngày này là cố gắng để gỡ gạt cho cả một năm trời. Thì cũng giống như là Phú đã từng chia sẻ quý vị, cả một năm trời ăn thua vào những ngày tháng cuối năm này thôi quý vị. Đó. Thì đi qua cái khu vực mà chợ Sạch này đó là chúng ta lại trở về với phường Hồ Nai quý vị nhá. Đấy. Đi thẳng cái hướng này thì chúng ta sẽ đến ngay chỗ mà cầu Sập Hồ Nai. Thì đi đến cái chỗ địa điểm nào mà nó có những cái thay đổi, Phú sẽ bay flycam lên để cho quý vị nhìn được rõ ràng hơn ha. Thì ngay chỗ này là bến xe Hồ Nai này quý vị. Ngay chỗ này là bến xe Hồ Nai đây. Đó có bến xe chỗ này. Đây chúng ta ở chỗ này là chúng ta lại thuộc phường Hồ Nai các vị nha. Ngay cái khu vực chỗ này là nó thuộc khu phố 12, khu phố 13 của phường Hồ Nai. Ở bên ngoài này nó vẫn còn một số căn là nó thuộc phường Tân Biên này. Đúng chính xác là nó sẽ bắt đầu từ cái con đường mà ngay cái hẻm đi vào bên trong khu Phúc Lâm đó quý vị. Là nó sẽ là phường Hồ Nai. Đấy, ngay chỗ này là chúng ta đang ở phường 12. Xin lỗi quý vị, khu phố 12 của phường Hồ Nai. Đấy, chỗ này là đang thuộc khu phố 12 của phường Hồ Nai. Đi thẳng cái đường này chúng ta sẽ lên cầu Sập ha. Đây quý vị, đây là cái đường đi vào bên trong giáo xứ Phúc Lâm nè. Là bắt đầu từ chỗ này là chúng ta sẽ đang ở khu phố 12 và bước chân vào khu phố 13 luôn của phường Hồ Nai. Đó.
Quý vị thấy không? Phường Hồ Nai nó sẽ là một phần như vậy đó. À, còn ở trên kia là phường Tân Biên rồi. Lúc trước thì phường Hồ Nai là nó sẽ nằm dài lên tới trên luôn. Và về sau này người ta chia lại, nên là thu gọn lại quý vị. Thì ở phường Hồ Nai là hiện tại bây giờ thay đổi lớn nhất là ở ngay khu vực chỗ cầu sập này này. Là người ta đang có một cái dự án khu đô thị nằm ở ngay chỗ này. Thì tí nữa Phú sẽ cho quý vị xem nha. Đây quý vị. Ở đây người ta cũng xây rồi thay đổi rất là nhiều lần. Các bạn nhìn này. Đó. Cái khu dự án này gọi là, không biết nó đẻ tên là cái gì, bây giờ không đẻ bảng nữa rồi, cũng không biết đọc tên là cái gì luôn. Để Phú coi thử coi xem này nó gọi là cái khu gì nhá. Cái này của tập đoàn Hưng Thịnh hay là Hùng Thịnh gì đó nhận thầu, đang làm rất là đẹp. À, chúng ta chờ cái đèn đỏ cái. Ngay chỗ này là khu vực cầu sập Hồ Nai quý vị. Đây, trong này người ta đang làm rất là đẹp. Đây quý vị nha, ngay khu vực cầu sập Hồ Nai này. Đỉnh phồn hoa. Các nhà môi giới đất đang chào hỏi. Universe. À, ngay khu vực chỗ này là cầu sập Hồ Nai quý vị. Đây là trường trung cấp nghề 26 tháng 3. À, trường trung cấp nghề 26 tháng 3 nằm ngay đây. Để Phú sẽ tìm cách để Phú bay flycam lên cho quý vị xem nha. Hello quý vị, thì Phú đang đứng ngay khu vực cầu sập Hồ Nai này quý vị. Phú sẽ cho quý vị xem một đoạn cầu sập Hồ Nai nhé. Ngay khu vực chỗ này là đang đứng ở ngay bên hông trường trung cấp nghề 26 tháng 3. Thì chúng ta sẽ đi ngang qua cái cầu sập này quý vị. Đây, cầu sập Hồ Nai hay còn gọi là cầu hang quý vị ha. Đó. Phú chỉ bay một đoạn ngắn thôi, bởi vì bên hông bên phía bên kia là khu quân sự, Phú không thể bay sâu vào trong được, nó sẽ khá là nguy hiểm. Đấy, đây là hướng cầu sập này quý vị. Rồi, Phú sẽ đứng ở ngay chỗ cầu sập này cho quý vị coi này. Đây, hướng qua bên này, quý vị có thể thấy đó, cái dòng xe tải đang chạy cong đó. Thì cái hướng đó chúng ta sẽ đi vào bên trong ga Hòa Bình quý vị ha, ga Hồ Nai đó. Còn cái hướng mà đi thẳng này thì quý vị sẽ đi ra ngoài Bắc. Đây, hướng thẳng này quý vị sẽ đi ra Bắc này. Chính là xa lộ Hà Nội quý vị. Đấy, quý vị thấy xa lộ Hà Nội không? Đấy, thẳng cái này là xa lộ Hà Nội đây quý vị. Rồi, nhìn qua bên cái hướng bên này. Đó là quý vị thấy cái sự thay đổi của phường Hồ Nai ngay chỗ này, là có một cái dự án khu đô thị ở chỗ này. Nó gọi là Universe Complex Biên Hòa quý vị. Đây, Phú sẽ cho camera nó cúi xuống cho quý vị nhìn nha. Đây, phía trước chỗ này thì quý vị nhìn này. Ngay chỗ này chính là trường trung cấp nghề 26 tháng 3. Hồi xưa chỗ này thì cái gì nó không có trường này đâu. Trường này về sau này nó mới có quý vị. Đó. Đây, Phú sẽ đi tới một đoạn đây cho quý vị coi nha. Đó, đây chính là bên trong sân trường, trường trung cấp nghề 26 tháng 3. Đó. Trường trung cấp nghề 26 tháng 3. Xuống phía sau thì còn có thêm một số các trường ở phía sau nữa quý vị. Đó, rồi, Phú sẽ qua bên này cho quý vị coi cái khu đô thị Universe
Complex Biên Hòa. Đấy, là cái khu mà thay đổi lớn nhất của phường Hố Nai. Thực ra ở đây thì nó đã có rất là nhiều những cái dự án và người ta cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Bây giờ lại là một cái dự án khác của tập đoàn Hưng Thịnh hay là Hùng Thịnh ở đây này quý vị. Đó, tôi cho quý vị coi nha. Đấy, quý vị thấy không? Nhìn khá là đẹp và hoành tráng. Phú sẽ lên cao một tí để cho nó khỏi bị vướng nha quý vị nha. À, đây quý vị nhìn này. Đấy, bên trong công trường người ta vẫn đang làm. Thì các cò mồi đất ở đây người ta đang cho nhân viên đứng để mời chào mọi người vô đây để mua đất đấy quý vị. Đó, quý vị có thể nhìn thấy này, ở trên cái khúc chỗ này này, cái này nó giống như là khu trung tâm á, người ta đang làm ở trên cái sân thượng ở trên này. Đấy, nhìn cũng rất là đẹp ha. Đấy, đây là cái thay đổi lớn nhất ở khu vực phường Hố Nai thôi. Phú sẽ đi một vòng ở ngay chỗ khu đô thị này cho quý vị coi. Nào quý vị. Đấy, quý vị thấy không? Bên trong này. Bên trong là một cái miếng đất rất là rộng. Người ta vẫn đang tiếp tục người ta xây dựng. Ai nhanh tay thì có thể là đã vô đây mua rồi quý vị. Mua lô đất trong đây rồi. Ai nhanh tay, ai có nhu cầu thì có thể là đã vô đây mua đất trong đây rồi. Đây, thấy không? Rất là rộng lớn luôn. Đấy, ở đây người ta đang xây này quý vị. Thực ra các khu đô thị bây giờ ở Biên Hòa đó là người ta sẽ xây thành nhà ở luôn quý vị. Xây thành nhà ở luôn. Rồi người ta sẽ bán từng căn hộ. Đấy, chứ người ta không có bán đất nữa. Bên trong quý vị có thể thấy người ta đang làm này. Thì đây là một số cái hình ảnh của cái dự án Universe Complex Biên Hòa, là cái thay đổi lớn nhất ở khu vực phường Hố Nai trong những ngày cuối năm 2020. Phú muốn gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ ha. Và Phú sẽ tiếp tục đi đến những khu vực khác để quay chia sẻ quý vị ha.